Kính thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua thì tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu luôn vì dân phục vụ. Xã đã có những cách làm hay, sáng tạo, có nhiều phong trào mô hình mới giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vọng Thê đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại họp dân, tuyên truyền rộng khắp ở địa bàn các ấp. Riêng đối với những trường hợp khó tiếp cận, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã đích thân thường xuyên lui tới từng hộ gia đình, tiếp tục vận động, tiếp thu ý kiến của người dân, có giải pháp xử lý hài hòa, nhất là hài hòa lợi ích của người dân. Từ đó đã giúp nâng cao ý thức, sự đồng lòng tham gia của nhân dân. Kết quả năm 2018, Vọng Thê đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2021 đạt nông thôn mới nâng cao và đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt trên 64 triệu đồng một năm, tăng 22 triệu 950 ngàn đồng so với năm 2018. Được cái chính quyền địa phương đến vận động thì bà con ở đây rất đồng thuận để hiến đất để làm con đường. Thì về phía gia đình thì cũng tự nguyện hiến đất làm đường, thì gia đình cũng được 15 thước. Có được con lộ thì bà con rất vui để được giao thông đi thuận tiện. Để phát triển kinh tế xã hội, nhất là giai đoạn tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tập thể lãnh đạo xã Vọng Thê đã thống nhất phân công các thành phần, bộ phận phụ trách từng chỉ tiêu và tiêu chí. Từ đó các đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tính đến nay, hầu hết diện tích thu hoạch lúa đạt 100% cơ giới hóa, lúa chất lượng cao đạt trên 95% diện tích. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân mỗi hecta đạt 180 triệu đồng một năm. Nổi bật là đã xây dựng được các mô hình hiệu quả như lúa sạch, bưởi da xanh, xoài ba màu, thanh long ruột đỏ, dừa, ổi, mai vàng, bông trang. Cái kinh phí là bữa hổm là địa phương có hỗ trợ cho mình là để mình làm mấy cái hệ thống phun tưới tự động nè, sử dụng năng lượng mặt trời. Và cái này em tưới tự động và em điều khiển từ xa bằng điện thoại luôn. Khi em đi đâu em có thể là bật điện thoại lên là ở đây nó sẽ tự phun. Nếu mà mình trồng cây đạt không chết là điều cây là mình thu nhập khoảng là gấp cao hơn lúa là gấp 4-5 lần. Bản thân là người đứng đầu phải là tiên phong gương mẫu trong mọi công việc cũng như phân công nhiệm vụ, rồi công tác tổ chức phải công khai minh bạch cho từng cán bộ cấp dưới, đặc biệt là cái sự đoàn kết nội bộ giữa thường trực là đảng ủy, ban thường vụ, ban chấp hành phải trên dưới một lòng thì sau khi triển khai thực hiện mới thực hiện có hiệu quả được. Luôn tiếp nối truyền thống, biết phát huy nội lực với tinh thần sáng tạo, vì dân, nhiệt thành, phục vụ. Điều đó cho thấy những lớp thế hệ thủ lĩnh ở Vọng Thê đã lĩnh hội và phát huy hiệu quả tinh thần học và làm theo Bác, đồng thời xứng danh là những người con của quê hương anh hùng.